Rồi xin hỏi sư phụ, chắc phải ba câu. Hỏi câu nào ra câu đó chứ hỏi liên tuần ngắn hồi khó trả lời. À, câu thứ nhất là Việt Nam là hình chữ S hả? Rồng. Rồi. Thì hồi nãy đó, trong bài Sấm Cơ của Thánh Mẫu Liễu Hạnh có câu là mình sẽ mất nửa rồng, rồng còn có cân nửa. Thành hình rùa. Rồi. Câu một hai câu sau là Việt Nam sẽ trở thành hình rùa. Như vậy thì có lẽ chắc thì sư phụ cho biết là mà trong cái Sấm Cơ này cũng nói là do đập đất mà mình mất nửa hình rồng. Thì sư phụ nói rõ trong cái đoạn theo mình biết á, cái nhân loại thời nay họ bị bịt mắt bịt tai, bây giờ giàu kiệt có nói lộ cơ hết cỡ nào nữa đó, họ vẫn không tin là không tin, là vì ngày mai họ chết đành đạch thì họ cứ thế mà chết. Cả bản thân của những người trong nhà mình cũng vậy, mình muốn cho họ biết là có Phật trời trên đầu mình ba tấc, họ vẫn không tin. Cho nên mới có chuyện mà cô Vít mà một bữa ăn tối mà cả gia đình ngày mai là không gặp nhau á. Nhưng mà giờ họ vẫn không sợ, bây giờ hết Covid thì họ cũng trở lại bình thường. Đó là vì thời mạt pháp, không còn lòng tin với cha mẹ nữa. Thì ở trên mẹ rất là gầu ở vụ này. Rầu hay là gầu ta? Gầu. Cái gô bỏ một gỗ rồi gồ lại mình. Gầu quá trời gầu. Cái con làm anh nói anh, cái đất này nó đen thui à, tại vì con người ác nhiều quá, trượt nhiều quá, thiên ma nó bịt mắt bịt tai. Mỗi một người mình phải có tự giác, tự cây đuốc để mà đốt. Thì con là một cây đuốc đầu tiên gắn đi, là mỗi người chăm chăm nhau để đốt cái màn vô minh của cái quả địa cầu này. Thời xưa mà nghe một thiên tử mà xích trần thôi là cả đống quả hồn rồi, phải không? Bây giờ thiên nữ đứng trước mặt, nó gặp tượng mình để lại nó xin tối ngày, mà gặp mặt mình nó chửi như chó. Quý vị thấy nó tức cười không? Nhiều lúc tôi kia nằm ngồi hỏi mấy gì sao giờ kỳ quá. Ờ nó vậy bị mới khó, chuyện gì khó mới xài con xuống chứ. Khó mới xài xuống. À, nó có những cái chuyện lạ. Bởi vì sau khi chiến tranh nước Việt là có phước kiệt đầu thai thành người Việt và có đức thầy, cho nên xin cho nước Việt đừng có tan tác, chỉ khổ chút chút, đói chút chút, nhưng mà không có chết như kiểu Syria cái một ở trên á, cái một à, nội mà nó không cho thằng Thụy Điển với Phần Lan mà gia nhập vô NATO thôi là cái nghiệp đó đó, thì nước Việt dễ ập. Bên trên chỉ cần nhắm mắt thôi, Trung Cộng nó bỏ chất độc rồi là cả nước mình chết bị diệt chủng trong vòng 3 năm rồi. Nhưng mà đức thầy kiệt đâu có để chuyện nó xảy ra. Mà mỗi lần mình nương á, giống như mình nuôi một đứa con bôi rồi trong nhà vậy, nó quậy á. Tức là mấy ông nội bây giờ á, mấy ông không hiểu trời đất vậy á. Ngồi để giải thích vậy mà không hiểu, ông cũng không thèm hiểu nữa. Thì nãy có câu chuyện kể một ông chức vụ cao là vậy. Để cho mấy ông hiểu được là phải thuận thiên. Trời Phật lo cho mình là một chuyện, nhưng mà mình đừng có làm quá đáng. Ở trên nó cho Kiệt lên mạng nói, đức thầy cho Kiệt ra nói Xuân Hạ Tác Tuần Thư, Kiệt là tên của con đó, còn giải thích đi cho ta đừng chửi. Mình giải thích kiểu nào vậy? Thì khi đệ tam thế chiến xảy ra, Trung Cộng chia 5 sợ 7, Tập Trung Bình sẽ yểu mạng, những chữ yểu mạng. Nước Việt như chiếc xuồng con mà chiếc xà lan á, mà không có cây dầm nữa, đừng nói chi máy tu tôm. Thì 6 triệu chim hiền về Việt Nam để mà cắt đứt cái gông cùm của Trung Cộng. Mấy vị nói ngoài 6 triệu chim hiền hải ngoại mà cha với đức thầy mà đặt để ra tới ngày hôm nay á, khắp toàn cầu á, nếu không có 6 triệu chim hiền này, mãi mãi nước Việt sẽ bị thôn tính và bị diệt chủng bởi Trung Quốc, giống như Tân Cương và Tây Tạng. Thì mình thấy nó mầu nhiệm không? Cơ trời đi hàng nghìn năm mà. Nó cũng giống như cái cuồng phim vậy đó.
khúc đầu cần phải chỉnh đổi về edit lại, mà khi phim đã chiếu rồi thì nó sẽ tới. Bởi vì mấy em gái mình già với nhìn tóc bạc, cái mình than bây giờ con tóc bạc rồi ông già đi, cái mấy vị sợ mình nản, mỗi sáng phải bắt kịp phải nhìn cái miếng kiến, con á phải nhìn cái kiến và biết mình là ai, có nhiệm vụ gì. Tại vì kiểu cũng mang thân phàm như quý vị thôi, ngày nào thấy đất nước mình khổ mình cũng mong quý vị cứ khuyên là mỗi sáng phải nhìn kiến, con là thiên tử xuống trần cứu nước Việt thì phải gán lên, không có được nản. Thì ngày nào kiểu cũng phải làm cái động tác đó, chứ không phải nản lắm. Sáng thức dậy vô hãng, thằng mễ vô cầm lên lương tôi không lên, rồi mấy cái chuyện tào lao gì đâu không à, mình thấy mình quái dễ sợ. Ngồi đây á, ngồi chờ mòn mỏi tới tóc bạc, cái đức thầy ông mới nói con không có nôn nóng, cái gì nó cũng phải có lớp, có lan, có từng, có từ, rồi nó những cái gì ta đã nói thì sẽ có. Ngài nói như vậy, tức là thắng cơ của ngài nói sẽ có, cộng lại với gần đây mấy vị dạy kiệt á, là tất cả những cái thể chế vô thần, những cái ác và cả cái nước Việt Nam á, mình nói thẳng luôn á, sẽ thay đổi một cách màu nhiệm. Một nấc đàn thôi, anh sẽ đưa em sang sông một cái một à. Cho nên thôi mình gắn coi phim nha, mình coi, mình phải coi cho tới hết phim, chứ mình đừng có, mình đừng có skip, mình đừng có nhảy cái cuộc phim này. Thì nó sẽ sấm cơ, nếu mà sấm cơ có thiệt, trở lại câu đó là hình rồng với hình rùa. Thì trong sấm cơ đức thầy có nói biến thiên biến địa đó, chứ giờ không biến thiên biến địa mấy này nó lì lắm. Giờ kìa có lên nói tâm linh kiểu nào nữa, họ cũng chơi cho, họ không có sợ gì hết. Tiền thì họ chuyển qua Mỹ, họ cứ tính ra đời thực tế thôi. Thì khi biến thiên biến địa đó thì mới là chuyện kinh hoàng. Thì lúc đó Phật Di Lặc xuất hiện là một chuyện kinh hoàng. Thì ngày đó đó cả cái bản đồ thế giới cũng thay đổi. Chứ giờ không biến thiên biến địa, cái lưỡi bò hay là đường ranh giới không phận rồi đó, chỉ có động đất thôi mà cả cái nước Syria là nước đế chế La Mã hôm nay á, là mấy em gà nó im re liền, thấy không, bữa nó còn hăng lắm. Mỹ á là đồng minh với nó mà nó đi mua cái gì 400 á của Nga, thằng cha đó đại khái vậy đó, nghĩa là ăn chén đá bát. Rồi Phần Lan với Thụy Điển xin vô NATO rồi cho người ta vô đi, mà trong khi nó là yêu chuộng tự do, nhưng mà nó ngược lại nó binh ma quỷ, thì mấy vị nói là một chuyện rất là sung thiên ngược đời, thì cho mạng chặn vậy đó. Đó là lý do tại sao thì mấy clip cũ nói cứu nước Việt á, nó cũng giống như một đống mấy thằng cướp mà nó dí mấy chục triệu con tin vậy đó. Mà mình nếu mình giết mấy thằng cướp thì mấy con tin cũng chết, còn muốn mà từ từ ra đầu hàng á thì con cả con tin và ăn cướp cũng phải rã rời chết chung, chết đói chung, khổ chung. Không em nữa à. Này đông người mà đâu có nói chuyện riêng được. Hello bác khỏe không bác? Dạ, thấy bác Phúc Hậu á ha. Tướng này khá à, nghe. Tướng này giàu á. Giàu hơn Việt Nam là trong nhà có hai hũ gạo, còn nhà nghèo thì có 1 hũ gạo à. Tướng hoa này giàu á. Hả? Về hả? Ở đâu, tỉnh nào? Chị ở Cần Thơ.
không nấu hả? À không nấu. Dạ. Gán rồi nha, chỉnh tài lại để mà đón Đức Thầy vừa quay về nha. Đức Thầy sắp quay về rồi đó. Lúc nào cũng theo dõi nha, em từng ngày từng giờ đó. Đức Thầy sắp quay về rồi. Rồi để nói chuyện chung nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn. Tại Đức Thầy mà không quay về á, cũng ngồi đây miết à. Quý quá, quý quá mới được nói chuyện với em. Chuyện gì kìa? Dễ ợt. Ở Việt Nam mà khó nói hơn. Thôi mình nói khó ợt thôi. Khó ợt. Thật sự người nào thì có cái lực á, biết lúc nào cần thiết thôi. Chứ còn nếu mà làm thầy pháp dễ quá, hoặc là làm thầy giảng pháp rồi có thầy pháp hòa, còn làm mấy thầy trị ma trị quỷ rồi á, ở Việt Nam nó cấm thiếu gì, đâu tới riêng mình đâu có tranh giành với ông đó làm gì, mình chỉ là người nói pháp và truyền tin, đúng không? Chứ mà nó không phải là giảng pháp như kiểu thầy Pháp Hòa, ông đọc cuốn kinh qua lại có mấy chục dư lượng liên viên mà ủng hộ ổng để mà lấy số lượng quần chúng để mà tiền bạc bạc, mình không có vụ tiền bạc bạc nha quý vị, mình nói lời thật, việc thật, xảy ra thật. Mình chỉ muốn cho cha với Đức Thầy, cho với mẹ đó, chư Phật cho kìa ra nói để mục đích là thức tỉnh được một số con mà còn có một chút tánh linh á, gọi là tánh nhớ nhớ về thiên đàng á. Còn ai mà ham trần á, gọi là nhiễm trần á, thích tiền á, họ khó hiểu lắm. Thì cứu được đứa nào thì mẹ mừng đứa đó, đó là mục đích của Kiệt thôi. Chứ mục đích thì không có lên đây để mà cầu danh hay là muốn nổi tiếng hay là muốn xin tiền ai đâu nha. Cả trong họ Thiên từ ở Mỹ tới ở Việt Nam là cha mẹ cho cái quỹ là có cái kho của Thiên Đình á, thì một năm cho vô đó 4-5 triệu để mà lo cái này, cả cái này cũng tiền của trên trời nè, cả triệu bạc mình mới ngồi đây, rồi núi Thiên Long Sơn mấy chục triệu, rồi Thiên Long Giang, Houston, tức là tiền của cha lo rồi. Mình họ Thiên á, cha chỉ mong mỗi đứa giữ giới và ngồi thiền đọc kinh thôi, chứ không có gây quỷ vận động gì chân á nha quý vị. Ở ngoài kia mà ai mà họ Thiên mà gây quỷ vận động á, cái đó gọi là thiên ma chứ không phải là thiên thượng đế đó nghe. À, mà lời này mình nói thiệt á, ở ngoài đó mà ai mang họ Thiên mà xin tiền á là nó mượn danh đó nghe. Cả cái chuyện của Phương Linh mãi là có thể nữa, mình không biết. Tại nếu có ngon quay cái mặt với mình mới biết tên người này nọ chứ tự nhiên nó phỏng phỏng, thì cái đó sự hiểu lầm thôi, bỏ qua đi. Nhưng mà nên nhớ nha, còn thiếu tôi 6 cây nhang, 3 cây nhang là khánh cho mấy anh công an mình có quậy, còn 3 cây nhang mà lúc mà càng ngáp á mình cũng xin á, rồi cộng lại là mình cũng người ủng hộ đầu tiên một số vốn cũng so Việt Nam cũng lớn á, 100.000 đô mà. Ừ. 100.000 thì cho Vương Linh 100.000 lúc mà mới mở quán. Thì nên ở bên đó thì hiểu làm gì đó từ nay ra bỏ qua, làm gì là thân khẩu ý, khi cái lời nói ra là khẩu nghiệp. Một lời lên trên mạng này mấy chục triệu người nghe đó, mà chuyện nói sai cũng bị tra ký đầu ở khẩu nghiệp á. Còn mấy thầy á, là mấy ổng không sợ khẩu nghiệp thì chuyện của mấy ổng, còn chuyện này rất là sợ Bồ Tát, là sợ nhân á. Cho nên lời của mình là lời thật, nhưng mà nhiều khi nó mất lòng. Câu hỏi thứ hai được chưa? Rồi, số 2. Trước khi vào câu hỏi số 2 này, thì tự nói cập nhật một chút xíu về tin tức. À. Là hai nước nó chung một cái con đường cặp đất, là nước Hồi Quốc tức là Turkey, nước thứ hai là Syria. Nhưng mà Syria sở dĩ tin tức ở bên các nước này họ không có nói nhiều là bởi vì Syria nó nghiêng về Nga Xô. Còn cái anh Hồi Quốc là Turkey á, là nó là một thành viên của khối NATO. Thì bây giờ đến câu hỏi thứ hai, để tự hỏi là có tin nói là Putin bị bệnh nặng lắm, điều đó có thật hay không? À đó hả? Tin mù mờ.
Đây chút về nhà ngồi mới hỏi bà trên. Chứ không phải nói là biết liền. Họ nói biết liền á là chưa chính xác. Thí dụ coi cốt phai đó là không phải kịp coi đâu nha. Có sổ của ông Thái Thường Lão Quân, ông nói là mới trúng á. Rồi bà xuống đây bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu đời rồi á, mỗi đời làm gì là có sổ sách ghi hết á. Chứ không phải còn Việt Nam á, nhìn cái coi cốt đó nó láo, không phải nó trúng á. Cả mấy thầy Tây Tạng Võ Thần Thông giỏi á, ngồi nhập định á, cũng không có khả năng coi được nữa, không có biết mấy cái đó nhiều đâu á. Còn ở Việt Nam mình đụng chút cái coi là mấy cái đó người ta nó đại không à. Nên những người nào mà kiện nói là có lật sổ coi đàng hoàng mới đúng, mới chính xác. Rồi, tại vì hai cái nước đó ngày xưa nó cũng đều là Đại Đế La Mã đó. Thời nay nó vậy, chứ hồi xưa nó là Ottoma đó, nó cũng dữ dằn lắm á, xâm chiếm toàn thế giới mà, giết miết nhiều người. Ha, có đại tử ngồi cười cười, có bà tiên ngồi sao kìa, đó, bà tiên. Thầy Kiệt ơi. Rồi, nó tiếp để cho ông câu thứ ba để mà ông quên. Tiếp tục, câu thứ ba là gì? Câu thứ ba thì chắc có lẽ phải hỏi Đại Thiên Đình này. À, câu gì? Đó là Tập Cận Bình sắp sửa qua gặp qua Nga để gặp Putin bàn chuyện. Thì theo đại tử, tin đó là cái này là hai phe của chục ma quỷ nó hợp tác với nhau. Đó là do tự mình suy dẫn mà thôi. Nhưng mà xin hỏi Đại Thiên Đình. Anh nói đừng anh nói nhìn nó hơi đụng chạm á, mình đã tính mình đừng nên dùng mấy danh từ đó. Dạ. Thì cái hỏi là xin hỏi Đại Thiên Đình là nữa, để dặn đừng có nói nữa. Hỏi thôi. Tại mấy vị đứng đây nghe, tự nhiên mình đây á, mình nói chuyện như ấy, mà nói hơi siệt quá, mấy vị đâu có rảnh đâu mà ghé anh vô với mình. Ok rồi, được, hiểu ý. Ở cái thế gian này bao nhiêu chuyện chi tiết nó xảy ra, mình không có thể mình theo từ chi tiết như kiểu mà giống như bây giờ mình nghe đài Trần Nhật Phong hay đài Fox nó nói ồ hôm nay Mỹ với Nhật bắt đầu hợp tác, mà nói cái chữ hợp tác giữa hai nước này thôi là một đống hợp tác là nghe mấy năm cũng quải. Ồ Trung Cộng bữa nay vi phạm không phận, mình cũng nghe 1 tỷ cái tin tức cũng nói Trung Cộng gì vi phạm không phận, đúng không? Nghe cái cũng chán, tại vì họ chỉ biết tới đó, họ mỗi ngày nó đều có xảy ra như thế. Nhưng cái cuối cùng là chuyện á, là mình đã nói rồi là Trung Cộng sẽ chia 5 sẽ 7, thì mình tính cái đó. Còn về lúc này chiến tranh thứ ba nó sẽ xảy ra, thì nó mới gọi là đệ tam thế chiến. Thì hình thức này hình thức khác không biết, nhiều lúc nó thân với nhau nhưng mà mai nó nghịch với nhau cũng không chừng á. Ok, nói đây mình đi rest room coi.